Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã ghi nhận hơn 16.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 5 trường hợp tử vong tại 75 quốc gia ở tất cả 6 khu vực của WHO. Trước tình hình dịch có thể lan rộng, WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ. Tại Việt Nam, đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ có thể xâm nhập và gây bệnh ở nước ta là hoàn toàn có thể do bệnh dịch đã được ghi nhận ở nhiều quốc gia. Liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM đã có một số giải đáp xoay quanh căn bệnh này. Bệnh có thể lây truyền từ động vật sang người hoặc lây từ người sang người. Đường lây là qua tiếp xúc dịch cơ thể, bao gồm các giọt nước bọt hoặc giọt bắn đường hô hấp hoặc tiếp xúc với dịch tiết từ vết thương trên da. Đường lây truyền có thể xảy ra qua nhau từ thai mẹ sang thai nhi hoặc khi tiếp xúc gần trong và sau khi sinh. Bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu được ghi nhận ở đối tượng nam đồng tính MSM, còn các nhóm đối tượng khác hiếm hơn có thể qua tiếp xúc rất gần và rất lâu, tiếp xúc qua da rất lâu. Virus gây bệnh đậu mùa khỉ có trong giọt bắn, do giọt bắn có trọng lượng lớn nên không lơ lửng mà rất nhanh xuống dưới thấp nên không dễ lây qua đường hô hấp. Bên cạnh đó, có thể nồng độ virus trong giọt bắn rất thấp nên người hít phải cũng ít khả năng mắc bệnh hơn. Virus đậu mùa khỉ cũng được tìm thấy trong tinh dịch, hiện đang có các nghiên cứu về khả năng bệnh có lây lan qua đường quan hệ tình dục hay không. Đương nhiên là đi du lịch bình thường, tuân thủ các biện pháp bảo vệ và không tiếp xúc gần với người mà không biết rõ hoặc mắc bệnh. Bệnh đậu mùa khỉ do một loại virus DNA gây ra và loại virus này biến đổi chậm hơn so với các loại virus RNA, có khi phải mất 10 đến 15 năm. Virus gây bệnh COVID-19 là một trong các loại virus RNA. Bệnh đậu mùa khỉ có thể được phòng ngừa bằng cách tiêm vaccine đậu mùa. Những người đã từng tiêm vaccine đậu mùa thế hệ sinh năm 1980 trở về trước thì rất khó mắc bệnh. Hiện vaccine này không được khuyến khích sử dụng đại trà do bệnh đậu mùa khỉ khó lây truyền và Âu Mỹ cũng chỉ chọn tiêm cho một số đối tượng đặc biệt. Có sự hiểu nhầm vaccine thủy đậu có thể phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ. Thực tế hai bệnh hoàn toàn khác nhau. Vaccine thủy đậu chỉ phòng ngừa bệnh thủy đậu, không phải bệnh đậu mùa khỉ. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.